an toàn cho công tác nuôi trồng thủy sản, thu lồng bè, đẩy canh thì đề nghị đồng chí là tập trung hướng dẫn người dân. Sẽ cần một cái mặt kiểu cả đường có cái chỗ, hoặc là cái chỗ nào ngập sâu không được để người dân ở lại những vùng này. Sơ tán này. Khi mà bão vào, cái hoàn lưu bão nó xảy ra, Quảng Ninh cũng như tất cả các địa phương trong khu vực này là có cái vùng núi, đề nghị yêu cầu là phải tập trung để rà soát bố trí sơ tán dân cư tại những khu vực, phải chủ động mọi phương tiện, lực lượng, chỉ huy, vật tư vân vân với phương châm 4 tại chỗ để chỉ đạo ứng phó kịp thời với những cái sự cố xảy ra để không để thiệt hại cho người dân. Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh tỉnh Quảng Ninh cần tập trung đảm bảo an toàn hồ chứa, hồ thủy lợi, đặc biệt là các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhanh chóng xử lý kịp thời các sự cố nhỏ, không để xảy ra sự cố lớn, đảm bảo an toàn cho các khai trường, hầm lò, mỏ lộ thiên. Yêu cầu ngành than không được chủ quan, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân lao động, người dân sống gần khai trường, đảm bảo an toàn thiết bị, máy móc, không được chủ quan trước bão số 3. Khi có sự cố phải ứng cứu kịp thời, đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước. Kiểm tra thường xuyên, ứng trực liên tục trong thời gian có bão và đặc biệt là hoàn lưu sau bão. Nhân chuyến thị sát công tác chống bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm bà con ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tại khu tái định cư và tránh trú bão phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. Thưa quý vị, bão số 3 đang tiến sát tới bờ biển Móng Cái của Quảng Ninh và sẽ đổ bộ trong vòng vài giờ tới. Đến 18 giờ chiều nay, vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đã có gió giật cấp 6, cấp 7. Các tỉnh miền núi Đông Bắc như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn có mưa nhỏ rải rác. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc tổng hợp thông tin. Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiện có mưa rải rác, gió cấp 4, cấp 5. Trên sông Ca Long, Bắc Luân, hơn 300 đò đã về nơi tránh trú an toàn. Lồng bè khu vực cửa sông cũng được gia cố. Toàn bộ người già, trẻ nhỏ cũng đã được di dời lên bờ. Tại thành phố Hải Phòng, theo quan sát của các trạm radar hải quân và đồn biên phòng Bạch Long Vĩ, hiện không còn tàu thuyền hoạt động ngoài khơi xung quanh đảo Bạch Long Vĩ. Theo dự báo, thời điểm bão đổ bộ vào Hải Phòng đúng lúc chiều cường lên, có thể xảy ra ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và gần 36.000 hectare lúa mùa. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng đã kiểm tra, gia cố hệ thống đê điều hồ đập, khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước đệm trong hệ thống thủy lợi. Về công tác phòng chống ngập trong khu vực nội thành, ông Nguyễn Thế Hòa, trưởng phòng tổ chức nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng cho biết. Ngay từ hôm qua hôm kia là phải tháo hết nước cả hồ Nguyễn Thế Hòa đến mực nước tối chiều. Lên cao nhất là tầm 6-7 giờ tối là đến chiều tầm khoảng 3m6. Nếu mà chiều cường mà nước to ngập xuống thì dùng nước bơm. Có hai trạm bơm, một trạm bơm Đông Bắc và một trạm bơm Tây Nam. Có hai hệ thống bơm Đông Bắc, bơm Tây Nam sẵn sàng luôn đấy. Và bơm thì phải dự phòng, cái máy phát điện là phải chuẩn bị trước rồi. Nếu mà trường hợp điện lưới mà mất thì phải dùng đến máy phát. Theo dự báo, đêm nay khu vực miền núi phía Bắc có thể mưa to nên các địa phương đều cử cán bộ chủ chốt và lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương án di dời người và tài sản nếu có tình huống xảy ra, đặc biệt là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Bắc Cạn đã có phương án di dời khẩn cấp hơn 2.100 hộ dân nếu mưa lớn. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã chủ động công tác ứng trực 24/24 giờ, tập trung vào công tác đảm bảo an toàn giao thông và lưu thông cho các phương tiện, kiểm tra các khu vực tỉnh lộ và đường nông thôn và những nơi có nguy cơ sạt lở to lũy, đặt biển báo và cử người ứng trực tại các đập tràn. Cũng theo dự báo, cơn bão số 3 có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh Thái Bình vào tối nay. Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, cường độ mạnh nên các địa phương, đơn vị của tỉnh Thái Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi các chủ phương tiện tàu thuyền, người lao động trên các chòi nuôi trồng thủy hải sản nhanh chóng vào nơi tránh trú bão an toàn. Phóng viên Việt Cường đang có mặt tại Thái Bình sẽ thông tin trực tiếp công tác ứng phó tại địa phương. Xin mời anh Việt Cường ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn ạ, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại Thái Bình. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình, thì địa phương đã cho di rời toàn bộ hơn 1.000 lao động đang canh coi trên chòi canh ngao ở ven biển và hơn 1.500 lao động đang làm việc tại các đập nuôi trồng thủy hải sản cùng 55 lao động trên lồng bè về nơi an toàn để tránh bão. Và tỉnh cũng đã kêu gọi 1.279 tàu thuyền với hơn 3.600 ngư dân đang làm ăn trên biển vào bờ và tổ chức neo đậu an toàn. Bên cạnh đó, thì tỉnh Thái Bình cũng tổ chức di rời hơn 14.000 hộ dân với tổng số là hơn 51.000 nhân khẩu sống ngoài đê chính vào khu vực đê để đảm bảo an toàn, và hơn 8.000 hộ dân sống trong những ngôi nhà yếu cũng được di rời. Và hiện nay tỉnh cũng đang gấp rút và hoàn thiện các phương án vật tư nhân lực để xử lý các sự cố đối với các khu vực trọng điểm đê kè cống trên địa bàn với 10 công trình phòng chống lụt bão đang được thi công. Và hiện nay thì được dự báo là bão số 3 có khả năng đổ bộ vào huyện Tiền Hải. Thì hiện nay chúng tôi đang có mặt tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là một huyện ven biển của tỉnh, nơi được dự báo sẽ bị ảnh hưởng của bão số 3 khi đổ bộ. Và để chủ động phòng chống cơn bão số 3,
huyện Tiền Hải đã yêu cầu các xã ven biển tuyên truyền đến các chủ hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm các yêu cầu vào nơi an toàn, không để các lao động trông coi các chòi canh ngao đầm nuôi trồng thủy sản trước khi bão gây ảnh hưởng vào khu vực. Và ban quản lý khu du lịch Cồn Vành cũng thông báo cho các du khách, các hộ kinh doanh di chuyển vào đất liền trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Và để phòng chống ngập úng do cơn bão số 3, thì huyện Tiền Hải cũng đã chỉ đạo các ngành địa phương rà soát kiểm tra hệ thống đê sông đê biển và các trọng điểm sung yếu trên hai tuyến đê là số 5 và số 6 để có phương án xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó thì huyện cũng chỉ đạo xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi của huyện tổ chức khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản để phòng mưa lớn gây ngập úng hoa màu vùng nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra thì các địa phương cũng rà soát các hộ có nhà yếu, số nhân khẩu di dời tránh trú bão thì có yêu cầu, và đồng thời những công tác đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc để đáp ứng những nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3. Và theo như chúng tôi được biết thì đến trưa nay thì toàn bộ số tàu thuyền và các lao động trên biển khu vực bãi nuôi ngao, lồng bè cũng như là các hộ dân ở các nhà yếu đã được đưa vào nơi tránh trú bão an toàn. Và hiện nay đứng cạnh tôi đây là ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải. Dạ vâng, thưa ông Tiến ạ, được biết trước cái sự diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 thì ông có thể cho biết là công tác phòng chống bão số 3 đến thời điểm này được huyện triển khai như thế nào ạ? Để thực hiện các công điện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh là 040506 thì thường trực huyện ủy, hội đồng nhân ủy ban dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Tiền Hải tháng qua đã họp triển khai với các đồng chí trưởng ban thường vụ, ban chấp hành, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cùng với các đồng chí cụm trưởng và chủ tịch 35 xã thị trấn triển khai công tác phòng chống thiên tai. Trong đó giao cho đài truyền thanh thì phải làm công tác tuyên truyền giữa hai tiếng phát được cái bản tin về phòng chống thiên tai và dự kiến cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Trong khi đó thì phân công các đồng chí là thường trực huyện ủy, các phòng ban xuống cơ sở để chỉ đạo cho 13 cụm của phòng chống thiên tai của huyện tại xã, và chúng tôi đã triển khai cho lực lượng bộ bộ đội biên phòng rồi là đến ban quản lý di tích của hệ sinh thái Cồn Vành rồi từ trung tâm phát triển cụm công nghiệp bên cảng cửa lân chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền và phải thực hiện nghiêm cái công điện số 06 của ủy ban nhân tỉnh, tức là trước 10 giờ là cấm biển tất cả các hộ dân nuôi trồng thủy sản và còn làm công tác khai thác trên biển là phải về đất liền an toàn. Và đến 16 giờ hôm nay mùng 1 thì chúng tôi đã phải hoàn tất xong tất cả các công việc từ đê kè cống và các công trình phục vụ cho phòng chống thiên tai và người dân không ai được ra khỏi đê quốc gia để làm cái nhiệm vụ. Dạ vâng, thưa ông ạ. Được biết thì huyện Tiền Hải thì có số lượng chòi canh ngao rất lớn. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì trước sự coi thường sự kinh của bão không vào thì hay người dân hay có tâm lý chủ quan. Vậy thì huyện có cái phương pháp tuyên truyền hay có biện pháp gì để chống cái gây vừa thiệt hại về người cũng như về tài sản đối với những khu vực này ạ? Để thực hiện cái việc dựa thiện giảm thiệt hại thiên tai cho về người và tài sản của những hộ nuôi trồng thủy sản nuôi ngao. Đặc biệt là chúng tôi có gần 2.000 hecta để nuôi ngao với như thế là hơn 900 chòi ngao và lực lượng lao động trên tròn là 1.146 người lao động. Thì chúng tôi đã giao cho các đồng chí chủ tịch ủy ban các xã ven biển có bãi nuôi ngao và chiều nuôi ngao thì đã phải ký cam kết là khi phải thực hiện nghiêm các cái công việc và các cái cơn bão. Ngoài ra thì chúng tôi lại phải có cái kiểm tra là giao cho đồn biên phòng Cửa Lân tạm kiểm soát là anh dùng các nút đi kêu gọi kiểm tra rà soát những hộ dân nào mà còn ở trên tròi thì bằng cách tuyên truyền vận động, thậm chí là có phải cưỡng chế